Ê, chào cả nhà, hôm nay mình sẽ làm cho cả nhà làm món thịt kho. Thịt kho thường thường mình sẽ ướp và chiên sơ trước. Ướp chiên sơ xong rồi mình mới bỏ vào nồi. Vào nồi mình xào sơ lại cái để cho cái khi chiên xong thì nó sẽ còn lại cái nước mình ướp lúc ban đầu mình bỏ vào, đổ cái nước ướp vào lúc mình chiên kho sơ xong thì mình có nước dừa thì mình sẽ đổ nước dừa, mà dịch bệnh này không có nước dừa ta đổ nước sôi. Nước sôi ra thì chúng ta tiếp tục kho nhỏ lửa, và nước sôi vào thì nó rất là nhanh sôi, còn nước dừa thì nó lâu sôi hơn tí. Mình nấu sẵn nước sôi đổ vào nó nhanh sôi. Sau đó mình sẽ vớt cái bọt ra, bọt nổi lên bên trên để cho nước nó trong, và tiếp tục mình đậy nắp lại, mình đun sôi, đun cho nó rút nước thì nó cạn, nó thấm vô trong cái thịt của mình để ăn nó ngon hơn. Đun mà cấp tốc kiểu này thì mình muốn ăn nhanh á thì đầu nó đun khoảng 30 phút, thịt thì nó cũng tạm mềm. Cái còn Mình lại bỏ đem chưa thêm ta? cái ớt vào cho nó nhìn cho nó Có ai lại đem thanh chưa? đẹp đẹp. khi Ai tắt khi bếp ăn thì mình sẽ múc cái nước mắm ra, mình lấy cái ớt cho mình dầm lên chấm, nhất là cái đồ chua, cải chua, là giá chua, giá muối, và rau muống. Ở mình lại được cái vừa rồi bên từ thiện họ cho được bó rau muống, là mình đem mình ngâm, và mình muối chua, muối này nó cũng lâu rồi, nó cũng vàng rồi, hôm nay mình sẽ đưa ra bắt rửa sơ cái rồi còn đỡ bớt bớt chua. Đây, cái món này rau muống muối này thì mình sẽ ăn chung với món thịt kho này thì nó đỡ ngán. Chào cả nhà nhé.